Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi trang truyền hình thành phố Lai Châu. Sáng ngày 8 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì giao ban. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và đại diện các phòng ban liên quan. Hiện trên địa bàn tỉnh, cho đến thời điểm báo cáo, không có số ca xác định, không có người nước ngoài đang cách ly theo dõi. Toàn tỉnh có 167 trường hợp đang được cách ly theo dõi, trong đó tại cơ sở y tế 16 trường hợp, 8 trường hợp nghi mắc và 8 trường hợp khác. Các cơ sở cách ly tập trung 78 trường hợp, cách ly theo dõi tại nhà nơi lưu trú 73 trường hợp. Lũy tích đến thời điểm này có 48 trường hợp nghi mắc COVID-19, 46 ca có kết quả xét nghiệm xác định âm tính với COVID-19, 40 trường hợp đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách nghi ngờ. 147 trường hợp được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố. 69 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. 6.690 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. 6.617 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành trên 350 văn bản chỉ đạo. Thành lập các tiểu ban, tổ đội chuyên môn giúp việc cho ban chỉ đạo các cấp và 3 cơ sở cách ly tập trung cấp huyện. Các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra giám sát trực tiếp tại các địa bàn được giao, chỉ đạo các địa phương thành lập tổ tự quản thôn bản, tổ dân phố, thống kê nắm rõ số lượng, theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe người đến hoặc đi qua các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý hoặc các vùng dịch tại các vùng lãnh thổ, các quốc gia và trên lãnh thổ Việt Nam. Theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe người đến hoặc đi qua các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Ý hoặc các vùng dịch tại các vùng lãnh thổ, các quốc gia và trên lãnh thổ Việt Nam. Sở Y tế đã hoàn thành phun khử khuẩn môi trường lần 1 tại nơi tập trung đông người, trường học, bến xe, chợ với diện tích trên 1,13 triệu m2, tổ chức 17 lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chủ chốt tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Các đội đáp ứng nhanh, đội điều trị cơ động sẵn sàng kích hoạt. Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, phòng chống dịch bệnh, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các cấp dành thời gian nguồn lực làm tốt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân ở các bản xa, chủ động chuẩn bị kịch bản cho các tình huống có thể xảy ra, giao Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành có liên quan tổ chức thực hiện diễn tập giả định dịch bệnh COVID-19 tại một bản khu phố trên địa bàn thành phố Lai Châu, đảm bảo trước ngày 15 tháng 3 năm 2020. Ngành y tế chủ trì phối hợp với các ngành sẵn sàng các phương án phòng chống dịch, thành lập các chốt kiểm tra. Sở Giao thông Vận tải họp bàn với các nhà xe, nhắc nhở nhà xe kiểm soát chặt chẽ thông tin của khách hàng lên xuống ở các điểm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ động nguồn lực y tế, cung cấp trang thiết bị, thuốc phun khử trùng cho các địa phương đơn vị, Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường bình ổn thị trường, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, tránh tình trạng khan hiếm hàng. Ngành giáo dục tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch đến giáo viên và học sinh. Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn về kinh phí hỗ trợ các tổ đội tự quản, thôn, bản. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Đoàn Kết tổ chức họp ban chỉ đạo tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của phường. Tại đây, ban chỉ đạo đã nghe tổ trưởng các tổ dân phố báo cáo về tình hình nắm bắt biến động dân số tại các khu dân cư trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng chống như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ngăn chặn kịp thời các thông tin sai, không chính xác về dịch bệnh, phun khử trùng tại các trường học, trạm y tế, các điểm chợ và các nơi tập trung đông người, thành lập các đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch ở các khu dân cư, thường xuyên cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh với ban chỉ đạo phường. Tính đến ngày 10 tháng 3, phường đã tiến hành theo dõi cách ly trong vòng 14 ngày đối với 8 trường hợp đi từ vùng dịch về, trong đó có 1 trường hợp cách ly tại trung tâm y tế, 7 trường hợp cách ly tại nhà. Hiện tại,
những người được cách ly tình trạng sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục theo dõi sát sao. Sáng ngày 11 tháng 3, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Lai Châu đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Đồng chí Vàng Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố gồm 28 thành viên, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, dự thảo quy chế hoạt động của hội đồng gồm 4 chương và 17 điều, dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên hội đồng. Sau khi nghiên cứu dự thảo văn bản, các thành viên đã tham gia ý kiến như cần bổ sung nhiệm vụ cụ thể hơn cho các thành viên phụ trách, chỉnh sửa lại một số câu từ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vàng Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu cơ quan tham mưu là Phòng Tư pháp có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, chỉnh sửa lại phân công nhiệm vụ của một số thành viên, cần quan tâm lưu ý đến việc phối hợp giữa các đơn vị thường xuyên đăng tải các văn bản luật lên trang thông tin điện tử. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù như người lao động trong doanh nghiệp, đối tượng tù tha về, người bị bạo hành gia đình. Nhằm lập lại trật tự về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 3, Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân xã phường tiến hành ra quân tiếp tục chấn chỉnh biển hiệu và bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Lai Châu. Theo đó, đoàn đã tiến hành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời, yêu cầu các tổ chức hộ kinh doanh thực hiện theo luật quảng cáo, đồng thời xử lý tháo gỡ các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm luật quảng cáo, nhất là biển quảng cáo cũ nát, che kín mặt tiền nhà, không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Qua thời gian ra quân, đoàn đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt hộ kinh doanh trên địa bàn, thu giữ và tháo gỡ 15 biển quảng cáo hai chân, 9 biển quảng cáo vi phạm hành lang vỉa hè giao thông. Thời gian ra quân, đoàn đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt hộ kinh doanh trên địa bàn, thu giữ và tháo gỡ 15 biển quảng cáo hai chân, 9 biển quảng cáo vi phạm hành lang vỉa hè giao thông. Qua đợt ra quân, nhiều hộ kinh doanh đã nắm bắt được quy định của pháp luật, có nhiều thay đổi trong nhận thức và chấp hành tốt quy định đề ra. Thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu di chuyển, tháo gỡ, thu giữ các biển hiệu, bảng quảng cáo không đảm bảo theo quy định, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng thành phố Lai Châu an toàn, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Thời điểm này, đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiến hành đại hội xong và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc, đúng quy định của đảng. Ghi nhận của phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chi bộ bản Xéo Làn Than được chọn làm đại hội điểm của đảng bộ phường Quyết Thắng. Để đại hội thành công tốt đẹp, chi bộ đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đảng bộ phường về quy trình tổ chức đại hội. Trong đó tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các mặt công tác của nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá năng lực cán bộ để chuẩn bị nhân lực cho nhiệm kỳ này. Quá trình tiến hành đại hội, chi bộ đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận của đảng viên. Thành công của đại hội là bước khởi đầu tốt đẹp để chi bộ lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thì chi bộ đã bám sát vào cái hướng dẫn của thành ủy, hướng dẫn 01 của thành ủy, cũng như là kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ của ủy ban của đảng ủy phường Quyết Thắng. Thế thì sau đó thì chi bộ cũng đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban giúp việc, tiểu ban văn kiện của chi bộ. Thế thì cũng báo cáo đồng chí là cộng với cái đồng thời là cũng xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể để khi mà tổ chức đại hội thì nó sẽ xuyên suốt, từ nó đồng thuận từ đảng viên rồi đến quần chúng nhân dân, đồng thuận với cái
với cái chương trình cũng như kế hoạch tổ chức đại hội của chi bộ. Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, đến ngày 15 tháng 1, 11 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ phường đã tổ chức đại hội xong. Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho đại hội điểm phường quyết thắng đang được triển khai khẩn trương. Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn đại hội tới toàn thể cán bộ đảng viên các chi bộ, tập trung chỉ đạo các tiểu ban văn kiện, nhân sự và khánh tiết khẩn trương hoàn thiện công việc để chuẩn bị cho đại hội phường nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21-22 tháng 3 này. Chúng tôi cũng ban hành cái văn bản chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội. Và các chi bộ thì chúng tôi đã lựa chọn hai chi bộ đại hội điểm, đó là chi bộ trường tiểu học Quyết Thắng và chi bộ Bản Xéo Làn Than. Thì chi bộ trường tiểu học Quyết Thắng cũng đã tiến hành đại hội vào ngày 5 tháng 1 năm 2020. Và đối với chi bộ Xéo Làn Than thì tổ chức đại hội vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Sau đó thì đồng loạt tất cả các chi bộ của chúng tôi tiến hành đại hội. Và đến nay thì 11 trên 11 chi bộ của Đảng bộ phường Quyết Thắng của chúng tôi cũng đã tổ chức đại hội và thành công tốt đẹp. Đảng bộ phường Quyết Thắng hiện có 11 chi bộ với 133 đảng viên. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, đại hội điểm Đảng bộ phường Quyết Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tại thành phố Lai Châu, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức lao động toàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, góp phần tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, phản ánh của phóng viên Hữu Hiện về hoạt động này. Những ngày qua, khi đến các cơ quan đơn vị từ xã phường đến trung tâm thành phố Lai Châu, ai cũng có thể thấy những hình ảnh trẻ em phụ nữ diện trang phục áo dài truyền thống Việt Nam với nhiều sắc màu đẹp mắt. Không những thế, hình ảnh, khoảnh khắc các nữ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống đang làm việc được lan tỏa khắp mạng xã hội, được kéo dài từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố đã kêu gọi toàn thể cán bộ các cấp hội mặc áo dài trong ngày làm việc và khuyến khích 100% cán bộ, nữ công chức, viên chức lao động tại các cơ quan đơn vị mặc áo dài đồng loạt vào ngày 6 tháng 3. Gắn với hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, khuyến khích cán bộ hội viên phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương đất nước, của tỉnh, của thành phố, của hội và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài. Và trong khuôn khổ của hoạt động tuần lễ áo dài Việt Nam thì chúng tôi vận động chị em phụ nữ, cán bộ công nhân viên chức mặc áo dài cả tuần để đi làm. Và với cái bộ quốc phục của dân tộc trong 7 ngày làm việc thì tạo cái khí thế phấn khởi cũng như là cái tinh thần làm việc hăng say và tạo được một sự tươi mới trong công sở cũng như là trong không khí làm việc của toàn thành phố. Để phát huy được cái tinh thần của chị em phụ nữ luôn tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Qua hoạt động trên của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn mỗi ngày đến cơ quan công sở mang trên mình chiếc áo dài có thể giúp chị em phụ nữ tự tin, duyên dáng, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Bên cạnh đó, tà áo dài còn là niềm kiêu hãnh, là bộ quốc phục mang hơi thở dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua cái tuần lễ áo dài này và thấy được cái sự hưởng ứng rất nhiệt tình trong ngày 6 tháng 3 của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi cũng đã định hướng là tới đây dự kiến là sẽ vận động cán bộ công nhân viên chức nữ trên các cơ quan, đơn vị, xã, phường, địa bàn trên địa bàn thành phố là sẽ thường xuyên mặc quần áo dài vào những ngày chẵn hàng tuần. Thông qua các hoạt động trong tuần lễ áo dài, các cấp hội phụ nữ, công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, góp phần xây dựng thành phố Lai Châu giàu đẹp, văn minh. Phản ánh, phụ nữ thành phố Lai Châu
rực rỡ sắc màu hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam đã khép lại trang truyền hình thành phố Lai Châu hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.